đầu tư nước ngoài thuộc bộ kế hoạch đầu tư công bố tổng số vốn đầu tư nước ngoài FDI từ 8 nước trong khối ASEAN năm 2014 là 53 tỷ đô la chiếm 20% FDI cả nước. Báo cáo được tính đến thời điểm tháng 12 năm 2014. Tổng cộng có 2.507 dự án đầu tư từ 8 quốc gia ASEAN, đó là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Lào và Campuchia. Báo cáo cho hay 8 quốc gia ASEAN đều đầu tư vào 18 ngành của Việt Nam, trong đó tập trung vào ngành công nghiệp chế tạo có tổng vốn đầu tư là 21,7 tỷ đô la với 974 dự án. Một điểm cũng đáng chú ý, ngành bất động sản có tổng vốn đầu tư là 16,5 tỷ đô la với 93 dự án đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng các ngành đầu tư của 8 quốc gia ASEAN. Ngành xây dựng đứng thứ ba, vốn đầu tư là 3,1 tỷ đô la với 169 dự án.